Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Le News. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, một đối tượng nam đã nhảy lên xe tải quân đội đổ bên lề đường và lái xe hướng về phía có đông người qua lại ở khu vực chợ và gây ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại hiện trường. Ngày 24 tháng 12, ít nhất hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một vụ đâm xe vào đám đông bên ngoài một khu chợ ở thành phố Davao, miền nam Philippines. Theo cảnh sát địa phương, sự việc xảy ra khi một tài xế xe tải quân đội đỗ xe bên lề đường nhưng không tắt động cơ ô tô. Thừa lúc người này không để ý, một đối tượng nam đã nhảy lên lái xe hướng về phía có đông người qua lại ở khu chợ và gây ra vụ tai nạn. Hai nạn nhân gồm một nam và một nữ tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, một ô tô và một xe máy bị hư hỏng trong vụ tai nạn. Hiện cảnh sát đang tạm giam đối tượng cướp xe. Ít nhất 70 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Maghazi ở khu vực trung tâm giải Gaza. Israel bị tố không kích vào trại tị nạn đông đúc ở Gaza, 70 người chết. Thông tin trên do người phát ngôn cơ quan y tế Palestine, Asrar Al-Qudra, cung cấp vào cuối hôm 24 tháng 12. Ông cho biết số người chết có thể sẽ tăng lên, theo hãng tin Reuters. Người này bình luận: "Những gì đang diễn ra tại trại tị nạn Maghazi là một vụ thảm sát ở nơi đông đúc dân cư". Theo đài Al Jazeera, hàng chục người khác được cho là đã bị thương và một số ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ tấn công. Các gia đình nỗ lực đào bới đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót. Ông Ahmad Turokmani, người đã mất một số thành viên trong gia đình, trong đó có con gái và cháu trai, chia sẻ. Tất cả chúng tôi đều là mục tiêu, dù sao thì cũng không có nơi nào an toàn ở Gaza. Trại tị nạn Magazi là một trong những khu vực đông dân nhất ở trung tâm giải Gaza. Một phóng viên tường thuật, đây là một trong những nơi mà quân đội Israel trước đây đã yêu cầu người Palestine ở Gaza sơ tán đến. Nhưng hiện nay khu trại đã hoàn toàn bị sang phẳng. Phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm kiểm soát giải Gaza, đã ra tuyên bố gọi cuộc không kích trên là vụ thảm sát kinh hoàng và nói rằng đây là một tội ác chiến tranh mới. Về phía Israel, quân đội nước này cho biết họ đang đánh giá vụ việc. Thưa quý vị, 24 giờ qua, thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine và xung đột Israel-Hamas. Tập kích mục tiêu bất thành 4 máy bay Ukraine bị hạ Interfax ngày 24 tháng 12 dẫn thông báo của quân đội Nga xác nhận lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 3 chiếc Su-27 và một anh tạc cơ chiến lược Su-24 của Ukraine khi chúng hoạt động gần chiến tuyến trên bầu trời tỉnh Saborizia và tỉnh Dnipropetrov lân cận. Chi tiết các vụ bắn hạ không được tiết lộ, trong khi phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga cũng đã tấn công sân bay Staro Konstantinov ở tỉnh Khmelnytsky và phá hủy một loạt thiết bị và kho đạn dược trong sân bay tại Dnipropetrov và Kirovograd. Các nhà quan sát chiến sự đánh giá thiệt hại mới nhất sẽ gây nhiều khó khăn cho lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột. Kiev thừa hưởng lượng đáng kể máy bay quân sự sau khi Liên Xô sụp đổ, nhưng chúng hoặc đã bị hư hỏng hoặc bị Nga bắn hạ sau gần 2 năm giao tranh. Ukraine thừa nhận thực tế khó khăn, có thể phải tổng động viên vào năm tới trong nỗ lực đối phó với Nga. Chia sẻ trên kênh truyền hình The NIEP của Ukraine ngày 23 tháng 12, Sĩ quan Vasily Samova, chỉ huy lực lượng phòng không của lữ đoàn bảo táp số 3, cho rằng năm 2024 sẽ khó khăn hơn rất nhiều với Ukraine và nước này có thể sẽ phải dùng lệnh tổng động viên. Ông thừa nhận Nga có ưu thế hơn trên nhiều khía cạnh, từ sức mạnh kinh tế đến dự trữ lực lượng. Trong khi đó, Kiev vẫn đang quay cuồng với cuộc phản công thất bại trong mùa hè, không mang lại bất kỳ thay đổi lớn nào cho tiền tuyến, trong khi tổn thất hàng chục nghìn người và hàng trăm thiết bị hạng nặng. Trong cuộc phỏng vấn ngày 23 tháng 12, ông Samova cho rằng Ukraine nên chuẩn bị cho một mùa đông lạnh giá và một lệnh tổng động viên. Năm tới sẽ là năm khó khăn hơn với Kiev, khó hơn cả năm 2022 và 2023 cộng lại. Trong khi đó, tại điểm nóng biển đỏ, Mỹ vẫn chưa mạnh tay với Houthi. Hai tháng qua, kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra, lực lượng Houthi đã thực hiện hơn 100 đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các tàu ở biển đỏ, cũng như bắt giữ một tàu liên quan tới Israel, khiến mạng lưới giao thông khu vực này bị tê liệt. Những động thái trên nhằm mục đích hỗ trợ lực lượng Hamas tại Gaza khi cả hai nhóm vũ trang này đều được hậu thuẫn bởi Iran. Người phát ngôn quân đội Houthi Yahya Seria cho biết, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi Israel chấm dứt hành động gây hấn đối với những người anh em của chúng tôi tại Gaza. Về phía Mỹ, hải quân nước này đã triển khai tàu khu trục mang tên lửa định hướng USS Carney tới Biển Đỏ để phòng thủ trước các đợt tấn công. Cuối tuần trước, con tàu này đã bắn hạ 14 máy bay không người lái của Houthi nhắm vào các tàu ở Biển Đỏ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng trục trịch thành lập một lực lượng đặc nhiệm hải quân quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại tại Biển Đỏ và Bình Aden, gọi chung là chiến dịch người bảo vệ Thành vượng, thu hút sự tham gia của Anh, Canada, Pháp và Bahrain. Tuy vậy, do lo ngại sẽ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Ả Rập Saudi và Houthi tại Yemen khiến xung đột leo thang, chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa có động thái trả đũa thực sự đối với nhóm phiến quân này phát hiện 5 con tin thiệt mạng dưới đường hầm của Hamas. Tối 24 tháng 12, theo giờ địa phương, quân đội Israel thông báo đã tìm thấy thi thể của 5 con tin Israel từ một đường hầm ở phía bắc giải Gaza. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nêu rõ, lực lượng Israel đã phát hiện một mạng lưới đường hầm ở khu vực Jabalia, phía bắc giải Gaza và tìm thấy thi thể của 5 con tin Israel thiệt mạng ở đó. Ba trong số năm con tin xấu số đã xuất hiện trong một đoạn video do lữ đoàn Ol Sam công bố vài ngày trước. Trong video, các con tin kêu gọi chính phủ Israel không bỏ rơi họ. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi lữ đoàn Izadin Ol Sam cánh quân sự của lực lượng Hamas, cho biết đã mất liên lạc với nhóm chịu trách nhiệm giam giữ năm con tin Israel. Sự việc khiến dư luận Israel đặt câu hỏi liệu những nạn nhân này đã thiệt mạng như thế nào. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết cơ quan chức năng đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, ông Hagari nhấn mạnh quân đội Israel có ý mở rộng hoạt động tại thành phố Khan phía nam giải Gaza nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Israel lưu ý rằng có thể phải mất một khoảng thời gian đáng kể để hoàn thành mục tiêu. Ukraine tố 6 nước EU từ chối bảo đảm an ninh, Nga tuyên bố bắn hạ 10.000 máy bay không người lái. Một quan chức cấp cao ở Kiev cho biết, 6 nước thành viên Liên minh châu Âu, EU, hiện vẫn chưa ủng hộ tuyên bố của khối về đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tuyên bố, vốn được các nước thành viên nhóm G7 thông qua, đầu tiên vào tháng 7, đã đề ra các cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine. Trong đó, các quốc gia ký kết hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự, sản xuất vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và các biện pháp khác nhằm tăng cường thái độ thân phương Tây và thân EU của Kiev. Phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine cuối tuần qua, Andrei Sibiga, phó tránh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ, cho đến nay, 6 nước EU gồm Áo, Croatia, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Motor vẫn chưa tán thành các đảm bảo an ninh. Theo ông Sibiga, Kiev đang nỗ lực để thuyết phục những nước này. Vấn đề đã được thảo luận trong chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky tới Ukraine. Ông Sibiga cũng lạc quan rằng sớm hay muộn 6 nước EU còn lại cũng sẽ phê duyệt, tuyên bố chung của Liên minh. Theo đài RT, hồi tháng 9, Mikhail Podolyak, một trợ lý cấp cao khác của ông Zelensky từng cho biết tổng cộng 28 nước đã ủng hộ việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, Kyiv hy vọng sẽ tăng con số này lên 51 nước. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 12 thông báo, quân đội nước này đã tiêu diệt tổng cộng hơn 10.000 máy bay không người lái của Ukraine kể từ khi xung đột với nước láng giềng bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Nhà chức trách Nga nói thêm, chỉ trong vòng 24 giờ qua, các lực lượng Moscow đã bắn chặn thành công 3 tên lửa HARM, 3 tên lửa HIMARS, một tên lửa chống hạm Neptune, cũng như bắn hạ 4 máy bay quân sự và 49 máy bay không người lái của Kiev. Lực lượng Houthi cảnh báo Biển Đỏ sẽ là đấu trường trực lửa nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục hành động gây hấn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom ngày 24 tháng 12 xác nhận Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái UAV đang hướng tới một tàu khu trục của Mỹ ở phía nam Biển Đỏ. Sencom cáo buộc các UAV này được phóng từ các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Sencom cho biết đây là cuộc tấn công thứ 14 và 15 do Houthi thực hiện nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ kể từ ngày 17 tháng 10. Sencom cũng xác nhận một UAV của Houthi suýt đâm vào một tàu chở dầu của Gabon với 25 thành viên thủy thủ đoàn Ấn Độ trên tàu. Vụ tấn công xảy ra khi tàu đang di chuyển qua Biển Đỏ từ cảng Osloga ở Nga. Theo Sencom, một tàu chiến Mỹ đã được triển khai để phản hồi tín hiệu khẩn cấp từ tàu chở dầu người phát ngôn của lực lượng Houthi Mohammed Abu Salam đã lên tiếng phản bác một tàu chiến Mỹ đã nổ súng điên cuồng trong một nhiệm vụ trinh sát của lực lượng Yemen ở Biển Đỏ, ông Abu Salam nói, đồng thời cho biết một trong những tên lửa của Mỹ đã suýt bản chúng một tàu chở dầu treo cờ Gabon đi từ Nga. Biển Đỏ sẽ là đấu trường rực lửa nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục hành vi bắt nạt. Các quốc gia giáp Biển Đỏ phải nhận ra thực tế về những mối nguy hiểm đe dọa an ninh quốc gia của họ. Ông Adun Salam cảnh báo, theo người phát ngôn Houthi, mối đe dọa đối với hàng hải quốc tế là kết quả của việc quân sự hóa biển đỏ của Mỹ và các đối tác của họ, những người đã đến khu vực này mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào ngoài việc cung cấp hỗ trợ an ninh cho các tàu của Israel. Trung Quốc muốn có vai trò trong kế hoạch đất hiếm của Mỹ Việt Sau khi kết thúc chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi đầu tuần trước, Trung Quốc đã tuyên bố mình là lựa chọn tốt nhất của Việt Nam cho quan hệ đối tác thương mại và ngoại giao ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Có lẽ vậy, nhưng kết quả cuối cùng vẫn còn hơi xa. Việt Nam sẽ trực tiếp xuất khẩu đất hiếm như Mỹ mong muốn hay đưa đi gia công ở Trung Quốc? Các học giả Trung Quốc muốn biết, họ cũng muốn biết liệu Hà Nội có cho Washington thuê cảng quân sự hay không. Hôm 12 tháng 12, Trung Quốc và Việt Nam đã ký 36 thỏa thuận, bao gồm sáng kiến vành đai và con đường, hợp tác phát triển kinh tế kỹ thuật số, phát triển xanh, vận tải quốc phòng và thực thi pháp luật cũng như hợp tác hàng hải. Tuy nhiên, truyền thông Việt Nam cho biết, Bắc Kinh và Hà Nội đã không đạt được thỏa thuận về 9 vấn đề khác, bao gồm khai thác kim loại và đất hiếm. Trong chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các thỏa thuận với Việt Nam về chất bán dẫn và đất hiếm. Ông khuyến khích Mỹ đầu tư vào thăm dò đất hiếm tại Việt Nam, quốc gia đứng thứ hai thế giới về tiềm năng đất hiếm, nhằm chống lại sự thống trị thế giới về khoáng sản này của Trung Quốc. Một số chuyên gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường thương mại và đầu tư với Việt Nam, miễn là Hà Nội tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Họ cho biết, nếu Việt Nam định sử dụng đầu tư của Mỹ để thăm dò trữ lượng đất hiếm thì nên xem xét việc vận chuyển sang Trung Quốc để tinh luyện. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, trữ lượng đất hiếm của Việt Nam ở mức 22 triệu tấn, so với 44 triệu tấn của Trung Quốc. Các mỏ đất hiếm ở Việt Nam phần lớn vẫn chưa được khai thác, do giá đất hiếm được Trung Quốc, nước cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới, ấn định vào năm ngoái. Bắc Kinh cho biết, họ sẵn sàng cung cấp tài trợ cho Việt Nam để xây dựng tuyến đường sắt giữa Côn Minh và thành phố cảng Hải Phòng. Tuyến đường này sẽ đi qua vùng đất hiếm của Việt Nam. Một nhà báo ở Sơn Tây Trung Quốc cho biết trong một bài báo đăng một ngày sau chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc, nếu Việt Nam yêu cầu Trung Quốc xây dựng một tuyến đường sắt trên lãnh thổ của mình, việc cả hai bên hình thành quan hệ đối tác về đất hiếm là điều đương nhiên. Sẽ thật xấu hổ nếu Trung Quốc xây dựng đường sắt trong khi Mỹ khai thác khoáng sản ở Việt Nam. Ông nói rằng Đề xuất xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới Trung Việt sẽ khiến Việt Nam và Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc hình thành quan hệ đối tác đất hiếm. Ông nói, ngay cả khi Mỹ hỗ trợ khai thác, nước này sẽ phải gửi khoáng sản này đến Trung Quốc để tinh chế. Hoàng Xuân, một tác giả khác ở Hắc Long Giang nói rằng, Mỹ đề nghị giúp Việt Nam phát triển ngành khai thác mỏ nhằm thu được các khoáng sản quý hiếm, nhưng động thái như vậy sẽ chỉ làm tăng sự hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, rằng Trung Quốc rất giỏi trong việc tinh chế đất hiếm. Người này cũng ca ngợi Việt Nam đã duy trì mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, chẳng hạn bằng cách nhập khẩu nguyên liệu thô và sản phẩm trung gian của Trung Quốc, từ chối lên án Nga trong cuộc chiến Ukraine và ủng hộ Palestine trong xung đột Israel Hamas. Bà nói Việt Nam và Trung Quốc đồng ý rằng việc duy trì sự ổn định ở biển Đông đáp ứng lợi ích của cả hai nước. Ông Tập Cận Bình nói với chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng hôm 12 tháng 12 rằng cả Trung Quốc và Việt Nam nên cảnh giác và phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây rối loạn khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đây từng tuyên bố Mỹ và NATO là những kẻ ngoài cuộc, cố gắng gây rối loạn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nước này đã chỉ trích Mỹ và Philippines tăng cường quan hệ quân sự sau khi Tổng thống Philippines Marcos nhậm chức vào tháng 6 năm 2020. Chúng ta phải thừa nhận rằng vòng vây do Mỹ triển khai ở Biển Đông đang thành hình và gây ra rủi ro an ninh cũng như mối đe dọa cho Trung Quốc, một tác giả khác có bút danh Trấn Giang, viết trong bài báo đăng hôm 14 tháng 12. Ông nói, may mắn thay, Trung Quốc cũng đã tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực trong vài thập kỷ qua. Nếu Mỹ muốn tập hợp đồng minh để gây rắc rối ngay trước cửa Trung Quốc thì cần phải tính đến sức mạnh hải quân và không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Tuy nhiên, quay trở lại với những từ ngữ hoa mỹ, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm của ông Tập tới Việt Nam có ý nghĩa lịch sử to lớn và đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương. Tất nhiên, Bắc Kinh sẽ nói điều đó đặc biệt khi nhìn lại cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 9. Hai bên đã đồng ý nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược toàn diện vì mục đích hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Phía Việt Nam nhấn mạnh Trung Quốc là quốc gia duy nhất có thể đóng góp vào mọi ưu tiên của ngoại giao Việt Nam và việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là lựa chọn chiến lược mà Việt Nam đưa ra không bị quấy rầy phá hoại bởi bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Mao Ninh người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc nói: "Điều này đặt ra nền tảng chính trị vững chắc cho việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc, Việt Nam cùng chia sẻ tương lai." Bà Hương Lệ Thu, phó giám đốc chương trình châu Á tại nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nói với tờ United Daily News, chuyến thăm của ông Tập tới Việt Nam, nhằm mục đích nói với người dân Trung Quốc đại lục và phương Tây rằng Bắc Kinh vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nước láng giềng. Bà nói: "Các nhà lãnh đạo Việt Nam cho đến nay đã quản lý khá tốt mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc." Họ hiểu những thách thức và cơ hội được tạo ra trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc và cách tận dụng vị trí chiến lược của Việt Nam." Bà nói, "Câu hỏi là Hà Nội có thể duy trì tình trạng này trong bao lâu?" Bà cho rằng, các nhà lãnh đạo Việt Nam cần đối xử cẩn thận với Mỹ và Trung Quốc, vì cả hai đều đã từng gây chiến với Việt Nam trong quá khứ. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau."